Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ roll skin. Hiện tại đang là 11 giờ 2 phút. Và hiện tại đang là 11 giờ. Ok, mình sẽ roll skin nhé. Rồi. Đây. Chặt lượt. Cái hộp mình dính ngày phát thứ 8, mình tưởng là nó sẽ là cái phát thứ 9 nhá. Đây. Ok, đã có skin nhé. Cảm giác hồi đạo. Hào khăn mà. Ồ, ai yào hoàn chế xin y phục. Đẹp quá rồi. Ok, mình sẽ thử luôn nhé. Rồi, mình vô cái này đã luôn. Đánh cái này có hơn 1 mét các bạn, không cả được. Không quan trọng, ở nhà đâu. Đánh bạn. 就是一场胜利，你一定也看见了吧？Cái này gì đó hơi chói nhỉ, mình hơi cảm thấy vậy. Ok thì đấy là skin là chỉ có bao nhiêu rồi? 这一周的目标完成了，辛苦了，舰长。Cái này 2 tuần nay mình đánh không qua nổi, mình rất là xin lỗi với bộ 2 tuần mình đánh không, vì đánh cứ toàn là cứ đánh, ví dụ như mình đánh kiểu mức thấp đó, ví dụ như là 3 mức đây thì 3 mức đầu tiên thì ok nha, nhưng mà qua mức cái dưới đây mình bật 130 lên nó không ra được, có mức gì thành ra là không quấn được. Đấy, vậy thôi, thì gặp lại mọi người ở clip sau.